Trang Phi nương nương, chỉ một lời nói, một chiếc khăn tay mà đã kết tội, có phải là quá dội dã không? Ngô quý nhân không biết quản giáo nghiêm ngặt cung nữ của mình lại còn ở đó bao che. Thần thiếp tin tưởng Trang Phi nương nương nhất định sẽ không buộc tội vô cớ khi chưa đủ chứng cứ. Ngươi được rồi, Ngô quý nhân nói đúng, bổn cung xử sự nghiêm minh, chắc chắn là không phán xét vội vã rồi. Đưa Lan Nhi đến thượng nghi hình để các nữ quan thẩm vấn. Quán đường, dù là quen biết thì làm gì có luật lệ nội cung được gặp gỡ ngoại thần. Ngươi thân là chủ của một cung mà ngay cả cung quý cũng không nắm rõ. Cút vào cung của ngươi, chép 10 lần cung quy cho ta. Từ nay về sau đừng có ăn nói bậy bạ nữa. Ngô Thụy Anh ơi là Ngô Thụy Anh, phen này nhà ngươi bị tru di cũ tộc rồi. Nhưng mà chúng ta còn chưa chắc chắn có bằng chứng mà. Nữ quan của thượng nghi hình là người của ta, còn sợ Lan Nhi không khai ra thứ mà ta muốn nghe hay sao? Chúc mừng. Thẩm tra cung nữ, ngươi mà cút ra cho ta. Dạ.